Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại vào kênh YouTube của em. Hello, xin chào các bác. Ok, đấy hai anh em thì hôm nay một là buổi sáng thật là mát mẻ và tuyệt vời luôn. Hai anh em đang có mặt tại, các bác nhìn thấy đằng sau các anh em không? Đó. Đấy, bây giờ đằng sau nó là cái gì thì bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem nhé các bác nhá. Ok các bác nha. Đấy, trước mắt các bác hiện tại bây giờ nó là một cái khung cảnh rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Núi non này, đấy, sông suối này, tuyệt vời không các bác? Quá là tuyệt vời luôn. Thế thì hiện tại em Hiệu ấy đang đứng được ở cái khu vực mà cửa khẩu quốc tế Lào Cai với cả sang bên khu vực cửa khẩu Trung Quốc các bác nha. Hà khẩu Vân Nam Trung Quốc các bác nha. Em Hiệu là người Lào Cai mà các bác. Đó. Đây các bác này, đây để mình quay kỹ cho các bác xem này. Rồi, tuyệt vời không? Quá đẹp luôn. Đấy. Cái ngôi nhà này các bác có nhớ không? Em đã từng đi qua đây để làm cái thủ tục thông quan này. Đấy. Xong là chúng ta phải đi qua cái cầu kiều này các bác này. Đây là cầu kiều các bác nhá. Đấy. Sau đó lại là vào thủ tục thông quan bên Trung Quốc. Và đây là bên Trung Quốc các bác này. Rất là rộng lớn luôn, Trung Quốc. Đấy. Quá tuyệt vời. Phía xa xa các bác có nhìn thấy không ạ? Đấy. Đây là con sông, là sông Lậm Thi các bác nhá. Còn đây là con sông Hồng chảy vào đất Việt này. Đây này con sông Hồng này các bác này. Em đang chỉ tay vào con sông Hồng này. Đấy con sông Hồng. Con sông Hồng đang chảy vào đất Việt này. Tại bắt đầu là điểm đầu tiên là của Lào Cai các bác nhá. Đó. Và đây là con sông Lậm Thi này. Thế thì các bác có nhìn thấy không? Sông Hồng lặng đỏ phù sa các bác này. Đó. Các bác có nhìn thấy hai màu nước không? Đây để em zoom lên cho các bác xem tí nhá. Đấy các bác có nhìn rõ là hai cái màu nước không? Một màu đỏ và một màu xanh. Một màu trong xanh luôn. Đấy. Rất hay, rất tuyệt vời các bác ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ok các bác nha. Mấy cái đoạn đầu ấy nó là một chút giải trí của anh em. Nó rất là vui. Một buổi sáng thật sự là tuyệt vời. Những buổi sáng của dần về cuối năm rồi, chúng ta rất là bận bịu nhưng mà em vẫn cố gắng để lên sóng. Vì tại sao em muốn giới thiệu đến cho các bác những sản phẩm tốt nhất để cho phục vụ cho các bác cái mùa cuối năm hoàn thiện này. Đấy. Thế thì không để các bác chờ lâu nữa, ngay bây giờ em sẽ review thêm một cái loại sản phẩm nữa. Đó, thế thì ngay bây giờ em sẽ đập hộp nhá. Nó là sản phẩm gì nhá. Đấy, em Thịnh quay sát đây giúp anh với. Đây hôm nay mang đi hai sản phẩm luôn. Đó. Đây các bác có nhận ra đây là sản phẩm gì không? Đấy, hôm nay anh em đến những gọi là nơi kỳ quan của Lào Cai. Rồi, xong, một. Hai, rồi. Đấy. Đây, tất cả nó đều như nhau hết các bác này. Đấy. Đây, em Thịnh quay sát thêm một chút nữa cho mọi người xem. Đấy. Đây, giới thiệu qua với các bác một chút nhé. Thế thì đây là cái dòng gọi là vòi chậu. Vòi này là vòi trên chậu các bác nhé. Sản phẩm này là vòi, này là vòi trên chậu. Vòi trên chậu thường là các bác cũng biết rồi đấy. Nó là những cái lỗ ở trên cái chậu ấy. Thì là vòi này sẽ là vòi sử dụng trên chậu. Đấy, vòi này là hình dạng của nó là hình vuông nhá. Tất cả các khung của nó là đều khung vuông hết. Dòng này thì là thân đồng mạ chrome nhá các bác nhá. Thân đồng mạ chrome. Đấy, sáng bóng, rất là sang trọng. Đẹp và sang trọng. Đó. Tất cả của bên em là bảo hành điện tử các bác nhá. Đấy, tem phiếu đầy đủ tất cả mọi thứ. Đấy, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đó. Còn đây nữa là sản phẩm vòi là trên chậu dương bàn nhé các bác nhé. Vòi trên chậu dương bàn. Đấy, đây là vòi trên chậu dương bàn nhé. Thì nó cũng có một bên nóng lạnh, tất cả như bình thường thôi. Đấy, nhưng mà giá thành của nó là cực kỳ là hợp lý và rẻ các bác ạ. Nói chung là cực kỳ hợp lý và
nói chung là rẻ đấy. Đấy, đây cũng là thân đồng mạng chrome các bác nhé. Đây là cái tay này của nó này, cái tay này của nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn này. Thông thường ấy, những cái loại trên thị trường ấy, tay của nó rất là dài các bác này, tay của nó phải dài đến tận đây cơ, từ đây này tới đây này, vị trí này, này cơ. Thì các bác cầm ở đây ấy, thứ nhất thì nó không tiết kiệm được cái nguyên liệu cho các bác, nguyên liệu đầu vào, thành ra là cái giá thành của nó sẽ bị độn cao lên. Cái thứ hai nữa là nó rất là vướng các bác, nó không cần thiết. Đây thì các bác nhìn này, bên em đã tối giản lại cái đầu vòi này, đây cái đoạn tay cầm này của nó, đấy các bác này. Thì có nghĩa là nó thứ nhất nó sử dụng rất là gọn gàng, nó rất là gọn gàng, và cái thứ hai nữa nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí cho chúng ta. Đó, đây em quay sát vào thêm chút nữa cho các bác ngắm, rất đẹp luôn. Thế thì sản phẩm này của bên em ấy nó bao gồm những cái gì? Đầy đủ luôn các bác nhá. Đây là si phông này cũng là bằng đồng này các bác này. Si phông này cũng là bằng đồng này. Đấy, bộ si phông cũng là bằng đồng. Đây nó sẽ hoạt động như này. Đấy, bộ si phông này nó cũng là bằng đồng. Tất cả gen này được chạy bằng CNC nữa nên là nó rất là cái độ kín khít nó rất là cao. Đấy. Sản phẩm này si phông này cũng bằng đồng các bác nhá. Đấy, của nó là như này. Và tiếp theo nữa là nó sẽ có một đôi dây cấp nóng lạnh cho các bác. Có đầu vòi thông minh. Đầu vòi thông minh. Thì là cũng có nhiều bác nên hỏi em ấy là vặn đầu vòi này như thế nào thì em cũng báo cáo luôn các bác là đây này. Cái này của chúng ta ấy vặn được ấy là ở cái thằng này nó xoay được này. Cái đầu này, ốc này của chúng ta xoay được. Đấy. Nhiều bác hỏi là thế bây giờ vặn thì như thế nào? Thì là sợ các bác sợ vặn này này, nó bị vặn vỏ đỗ này các bác này. Đấy thì nó bị gập ống nhưng không phải đâu. Cái đầu vòi này của chúng ta là di chuyển được các bác nhé. Đó. Đấy thế thì hôm nay em giới thiệu đến cho các bác là hai cái siêu phẩm. Nó đều là vuông, hình vuông. Vuông thì lúc nào nó cũng sẽ đắt hơn cái loại hình tròn các bác ạ. Vì cái khuôn nó làm nó khó hơn. Đấy. Rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Trên tay em đang là cầm hai cái siêu phẩm. Đấy. Vòi trên chậu và vòi chậu dương lavabo. Nói chung là giá nó rẻ lắm các bác ạ. Đấy các bác nhá. Thế thì em khả năng cũng xin phép kết thúc cái video này tại đây. Bắt đầu yêu quý và quan tâm đến cái sản phẩm của em thì xin mời các bác liên hệ với cả số điện thoại của em để ở cái phần mô tả bên dưới các bác nhá. Đó, ai yêu quý quê hương em là một này, sản phẩm của em là hai này thì chia sẻ giúp em một chia sẻ các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác.